đầu tháng 2 vừa qua, tại triển lãm Quốc phòng Thế giới 2024 diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ FNSS đã trình làng mẫu xe chiến đấu bọc thép có tên gọi Pass Alpha. Theo nhà sản xuất, Pass Alpha là mẫu AFV thế hệ mới có công nghệ và thiết kế tiên tiến, được phát triển theo các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực xe quân sự. Alpha không chỉ là phương tiện chiến đấu mà còn linh hoạt, có khả năng bảo vệ và được trang bị hỏa lực mà các AFV khác chưa từng có, đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Với hệ thống chuyển động linh hoạt, dẫn động 8 bánh, Alpha có thể vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,8m, vượt hào sâu tới 2,4m, lội nước ở độ sâu tới 1,2m. Kíp điều khiển xe gồm 3 người, lái xe, xạ thủ và chỉ huy. Xe có thể chở tối đa 9 binh lính ở khoang sau. Thiết kế của xe tuân thủ theo các tiêu chuẩn hậu cần quân sự hiện đại, giúp nó có thể dễ dàng vận chuyển trên đường cao tốc và đường sắt, hoặc bằng máy bay vận tải chiến lược A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, AN-124 và IN-76. Thân xe được bọc thép theo tiêu chuẩn Standard 4569 của NATO, nghĩa là xe có thể chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm cũng như các loại vũ khí nhỏ, mảnh đạn pháo, mìn và thiết bị nổ tự chế. Alpha được trang bị hệ thống phát hiện tiếng súng, thiết bị phóng lựu đạn khói, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống cảnh báo laser cùng nhiều thiết bị hiện đại khác. Ngoài hệ thống kính quan sát quang học độc đáo, xe được trang bị màn hình và hệ thống camera nhận biết tình huống 360 độ, cho phép kíp xe và lính bộ binh trên xe có thể quan sát tình huống trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm. Vũ khí chính của Alpha là tháp pháo Tiber 2 cỡ nòng 30-40mm hoặc trạm vũ khí điều khiển từ xa. Bên cạnh đó, xe còn được lắp đặt súng máy hoặc súng xích 7,62mm. Tháp pháo được trang bị hai ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển, được phóng từ hệ thống điều khiển hỏa lực trên xe. Tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu thiết giáp ở khoảng cách 4km. Sử dụng động cơ diesel công suất 711 mã lực, Alpha có thể đạt tốc độ tối đa 115 km/h, phạm vi hoạt động hơn 800 km. Với những tính năng nổi bật trên, FNSS khẳng định Pass Alpha là một đối thủ mạnh trên thị trường quốc tế.